Rồi, hôm nay xuất hiện con đấy nha anh em nha, máy không vệ sinh nha. Rồi, hai con ngày hôm qua bán rồi, rồi xuất hiện một con khác nè, đó là ngày một ngày bán hai con á, rồi xuất hiện con này cũng hết tin không qua tư luôn, bắt rum nhá. Nè nhớ mình chưa vệ sinh nè, bô như chưa chạy nè, bô ngày qua sáng hơn, bô này hơi tối hơn tí xíu nè đó, cũng hay đồng tiền cái thế đi coi coi. Rồi trái khế ghim nha, trái khế chưa có giấy vô vệ sinh nha, khỏi cần phải đổ máy nè anh em, bao nè đó. Bao anh em chết trong trắng bóc luôn, ăn lại trái trong luôn nha con nhá. Rồi anh em nhìn nè, đây anh em làm đứt gặt nha, nếu mà làm bà xin tặng luôn con máy không có tiền nha, đứt gặt luôn, mới gì chưa xài nha, 1 ly 3 đó, 1 ly 3 này nha, nè mới chưa xài nha, nè rõ luôn nè đó, vô nói ghiên luôn, muốn làm dài thì kéo ra, 5 năm thì để vô đó. Rồi chụp hình đi con, đây.